bắt đầu đang có cơ hội để có thể có được một vài những điểm hạ gục đến từ Kim đang chờ đợi. Đồng đội của anh ta đã bị tiêu diệt. Kim đang có dư cuối mở thời khắc cuối cùng vào bắn vào người của Talia. Ba hit đã được kích hoạt, thêm một hit nữa dứt điểm được Talia, quay ngược trở lại bắn vào người của Juhan. Juhan đang chạy, double kill dành cho Kim, đôi vì xem phút triple kill cho Kim xong. Xong. Kim đánh mượt quá. Sau một tình huống có được 3 điểm hạ gục thì Kim đang bị truy nã lên tới con số 400 vàng. Xong rồi. Kèo đường trên đang khó thở dành cho đôi vì rồi, bây giờ thêm 3 điểm hạ gục như thế này nữa làm sao mà chơi. Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Linh, chúc em có ngày thật là vui vẻ nhé. Ok, ngày hôm nay thì mình cùng đến với lại một ván thi đấu để coi Kim tập luyện công bài Vayne ở khu vực trên như thế nào ở rành thách đấu hàng anh em ha. Đi thôi. Rồi, ok, đây sẽ là một cái video đơn thuần là review của Kim khi mà đánh ở mức rành thách đấu hàng với con tướng Vayne anh em ha. Anh em biết rồi. Bây giờ là những người chơi đường trên của Hàn Quốc á, họ bắt đầu là tập luyện những con tướng như là xạ thủ đường trên giống như Zed rồi. Kim thì đánh giải chưa thấy sử dụng cho bên đó Vayne ha. Và bước vào giải thì mình cũng chưa biết được điều gì nó xảy ra. Linh xin phép tắt cái tắt nêm đã. Đấy. Ván thi đấu này thì Kim sẽ đối đầu với lại đôi Vi. Đôi Vi thấy mình ra đường trước nó cũng không ăn thua nên quyết định của anh ta là vào phá rừng. Như vậy thì đôi Vi cũng đang bị thiệt ha. Rất thiệt, chắc chắn là sẽ bị mất kinh nghiệm. Đây rồi, chúng ta đang thấy là Kim sẽ đóng băng cái đợt lính này nè anh em. Nè, đây là cái cách mà Kim sẽ gom lính ha. Kiểu như là Kim sẽ chủ động đứng lên cao để gom cái diện tích của những con lính đánh gần này lại nè. Thì khi đó những con lính này nè, nó sẽ tập trung vào một con lính của team Kim. Con lính này sẽ chết trước. Đó, lính nó sẽ đẩy về. Đây là cái cách mà ngày xưa Linh chơi con Win á, Linh cũng thường hay xài. Nhưng mà pha đó thì Kim nặng lính rồi. Nè, lính nó sẽ gom gom lại nè. Ok, đôi Vi bị mất rất nhiều những cái lượng kinh nghiệm khi mà một tình huống di chuyển kiểm soát rừng của đôi Vi. Kim nhấp nhả với bước chân thần tốc của Vayne tương đối là tốt. Chúng rìu. Đôi Vi quyết định là mở tốc hành không? Mở tốc hành, Kim cũng có tốc hành anh em. Quay ngược trở lại nhấp nhả đến từ bên phía của Kim. Rìu này trượt rồi và bắn nội tại mũi tên bạc của Kim rất đau. Hơi căng, hơi căng, hơi căng. Thế lính này đang hơi khó dành cho đôi Vi rồi anh em ơi. Bắt buộc phải về nhà với một cái lượng máu cực kỳ ít ỏi của mình của đôi Vi. Và đôi Vi sẽ chắc chắn không có được một đôi giày. Ăn được một cái bình hồi phục thôi. Không phải là quá triệt để. Trong khi đó thì Kim vẫn đang đóng băng cái đợt lính này. Ây da, hụt con lính rồi. Nhưng mà thôi không sao, quyết định của Kim là đợt lính này, đợt lính có xe. Đợt lính có xe sẽ càng trụ, áp lực cấu điểm máu sẽ gia tăng thêm. Thậm chí là có thể bung luôn anh em. Nè, có thể đẩy nhanh cái đợt lính này luôn. Quyết định đánh lính không? Vẫn đang cân bẩn lá xích rồi. Rồi, mục tiêu là phá con xe đó ha. Xe đã được đăng đến từ bên phía của đội Vi. Rồi, Kim chắc chắn sẽ muốn gây sức ép được ở trong cái tình huống này. Một bắn tay nè, hai bắn tay nè, ba bắn tay xong lộn ra nè. Bắn tay xong lộn ra nè. Ui, nhưng mà xui cái là cái đòn đánh vừa rồi nó hết thời gian hiệu lực của mũi tên bạc rồi. Tiếp tục là những tình huống nhấp nhả. Lộn Quy kích hoạt được mũi tên bạc. Rất đau ha, rất khó chịu anh em à. Đánh con Vayne ở đường trên khó chịu như vậy ấy chứ. Kiểu như phá thế này là bắt buộc phải có rừng. Phải có rừng lên phá thế anh em ơi. Rừng găng một hai pha đầu á. Để cho lần về nhà đầu tiên của những con tướng mà tay ngắn khi mà đối đầu với lại xạ thủ á. Phải có được cái giày thép gai. Thì nó mới gọi là ổn. Nhưng mà khúc này thì những người đồng đội của Kim đang làm tốt. Cho cái vai trò là quấy phá được các thành viên của phim Team 1. Nó trở thành cái kèo bột bột ở đường trên là đôi Vi thở oxy rồi kích đứt lên. Nhưng mà bắn liên tiếp như thế này 5-6 hit. Mũi tên bạc một lần nữa đã được kích hoạt. Đau quá. Mặc dù Kim bị trúng rìu nhưng mà không ăn thua. Lộ Quy lên bắn tay thêm cái nữa. Bắn tay thêm cái nữa quá đau. Đợt lính vẫn đang rất khó chịu dành cho đôi Vi. Đôi Vi phải canh điều ăn con xe này mà thôi. Không ăn được con xe. Bắn găm vào tường. Kích mũi tên bạc nữa. Kim đánh ác đấy. Kết án đánh tay. Rồi xong rồi sát thương mũi tên bạc. Đau quá anh em ơi. Khó thở cho đội Vi rồi.
Đợt lính đang thậm chí còn nảy về nữa chứ. 16 so với lại 33. Một kèo mà Dovi không được rừng giúp. Anh ta còn phải giúp rừng ở thời điểm đầu nữa chứ. Trời ơi. Lộn Quy lên bắn tay một cái có bước chân kết án. Trời ơi, solo kill ở trong trụ. Trước khi mà Juhan kịp lên khu vực đường trên. Để coi Juhan có cản được Kim hay không đây. Kích đúp lên gõ một cái, cắm một con mắt tím ra để có thể kiểm soát cái lượng tầm nhìn. Juhan chuẩn bị tiếp cận rồi. Kim lộn Quy phá con mắt đó, Kim chủ động tốc biến ra phía sau. Một pha lộn Quy sát vách đá để có thể tái kích hoạt cái Quy nó nhanh đó nè. Đó là cái trích khi mà bạn chơi con Vayne ha. Linh dùng từ tái kích hoạt thì không biết mọi người hình chứ. Kiểu lộn Quy vô để mình đỡ phải lộn xa nó. Mình đánh tay liền, nói chung là cancel đòn đánh á, kiểu kiểu là như vậy. Mình đánh tay nó nhanh hơn. Với lại thì khi mà mọi người kết án á, thì mọi người có thể găm thêm cái đòn đánh thường nữa. Thì đó, một vài những cái kích dành cho con Vayne rồi. Rồi, Dovi đang nỗ lực farm lính ở trong trụ. Một khiên trụ dành cho Dovi. Ok, nhưng mà lần về nhà này của Kim thì cũng đã có được cho một đất dạy cụ nổ rồi. Khả năng cơ động nhấp nhã, khả năng chống những tình huống áp sát của Olaf nó cũng sẽ là gia tăng thêm dành cho Kim ha. Lộn Quy farm lính nè, phục con lính này rồi, khi mà lính chỉ còn lại nửa cây máu mà thôi. Bích đam ở dưới trụ là cái điều tương đối là dễ dàng dành cho Kim. Khoảng trống nhỏ nhỏ dành cho Kim để có thể di chuyển. Lần về nhà vừa rồi của Kim cũng hướng tới một cái lưỡi liềm anh em. Bắt đầu đang có cơ hội để có thể có được một vài những điểm hạ gục đến từ Kim đang chờ đợi. Đồng đội của anh ta đã bị tiêu diệt. Kim đang có dư cuối mở thời khắc cuối cùng vào, bắn vào người của Talia. Ba hit đã được kích hoạt, thêm một hit nữa dứt điểm được Talia. Quay ngược trở lại bắn vào người của Juhan. Juhan đang chạy, double kill dành cho Kim. Đôi vì sẽ full triple kill cho Kim xong. Xong. Kim đánh mượt quá. Sau một tình huống có được 3 điểm hạ gục thì Kim đang bị truy nã lên tới con số 400 vàng. Xong rồi. Kèo đường trên đang khó thở dành cho Dovi rồi, bây giờ thêm 3 điểm phá cục như thế này nữa làm sao mà chơi. Dovi thở oxy thật sự rồi, ship nhanh chóng một cái bình oxy cho Dovi thôi. Quyết định của Kim là về nhà đẩy xong cái đợt lính này về nhà xài tiền. Đợt lính chưa tràn trụ, khi mà Olaf có thể đóng băng thì Kim quyết định là đẩy thêm đợt nữa. Lần về nhà tiếp theo của Kim thì đâu đó khoảng chừng 1k7 anh em ơi. Nhanh chóng farm chiêu chiêu thôi. Một khoảng thời gian trống nhỏ nhỏ thì cấu rỉa thêm một ít máu, nhưng có lẽ như mục tiêu đến từ Kim là đẩy xong cái đợt lính này thật nhanh và sau đó sẽ về. Ok, Juhan thì đang lò dò lên cánh trên, một con mắt tím được cắm ra. Tốc biến ném rìu không thành công, nhưng đó tình huống chủ động tốc biến bắt choáng tốt đến từ bên phía của Juhan. Kết án ngược trở lại đẩy được Juhan mà thôi. Đôi vì đã dứt điểm được Kim 750 vàng. 750 vàng. À, sống lại chưa đây, 26 chỉ số lính so với lại 62. Tiền thì vẫn đang thua 900 vàng dành cho Dovi. Ôi, nói chung là cũng ổn rồi ha. Với tình huống 750 vàng vừa rồi được gia tăng thêm dành cho Dovi, anh ta nhanh chóng đẩy xong cái đợt lính này. Trên lính thì vẫn đang là có đó, nhưng mà nó được. Nói chung là nó căn bản là nó tương đối là ổn dành cho bên phía của Dovi. Quan trọng là Kim xử lý như thế nào ở thời điểm tiếp theo mà thôi. Rồi, ok, 32 so với lại 65 nè. Thế lính thì nó vẫn là như cũ. Có chăng lần này thì Dovi có thêm một ít những cái món trang bị. Chúng ta hướng tới được một cái bu gỗ rồi. Trước đó là một cái dạy thép gai. Một dạy thép gai tương đối là tốt dành cho Dovi. Rồi, Kim nhanh chóng đẩy cái đợt lính này có xe để trang trụ. Mục tiêu của Kim là mang về những cái lớp kiên trụ ở trong những cái đợt lính có xe anh em ha. Lộn Quy lên bắn một cái nè, có bước chân nè. Bắn trụ nè, lộn Quy bắn người nè. Bắn người nè. Ăn xe thì ăn trụ nè, bắn người kích mũi tên bạc nè. Khó chịu, bắn trụ, bắn người lùi ra, trụ bắn vào Kim một hit, bắn trụ tiếp. Bắn trụ, quá trời, lộn Quy né rìu của Dovi. Hai khiên trụ dành cho Kim. Sát thương bây giờ là cực nhiều ha, Dovi bây giờ phải cân nhắc tới cái việc farm lính thì anh ta có thể bị câu điểm máu bởi Kim. Lộn Quy lên bắn con linh đánh xa, dứt điểm con linh đánh xa, nhấp nhả bay sinh rất khó chịu đến từ Kim. Tiếp tục là tình huống lộn Quy.
cạnh canh đối phương mà ném rìu phạm lính là Kim bắn liền anh em. Lộ Vi lên tấn công quyết định Onin rồi của đôi Vi mở luôn cho mình đã từng thấy ra góc bữa e Kim thấp. Trời ơi Kim nhiều sát thương quá. Kim chơi tới luôn em ơi. Bắn đầu thật sự và đôi Vi không đủ khả năng chống chịu, không đủ khả năng áp sát. Kim thậm chí là không cần phải sử dụng cái tốc hành cũng như là cái tốc biến của mình mà anh em. Tốc biến chưa hồi nhưng mà kiểu dạng áp lực của đôi Vi là không có nhiều á. Trên đường trên hai cấp độ rồi. Juhan đã bị phát hiện tầm nhìn, nhưng liệu rằng có tình huống bập sâu không đây. Kim dứt điểm với đôi Vi ở trong trụ mở tốc hành chạy. Alia không, đó là Lulu anh em ơi. Kim quay ngược trở lại bắn Lulu luôn. Bắn thêm hit nữa, Lộ Vi bắn nữa. Có bước chân thần tốc hồi phục cái lượng máu nữa. Quay ngược trở lại Lộ Vi nè, tấn công vào người của Lulu. Lulu bắt buộc phải sử dụng luôn cho mình đó khổng lồ hóa. Rồi quyết định của Lulu là tới định nhiều cái điểm hồi phục đó hả ta? Chắc là cũng này không biết có nhường hay không nữa, nhưng cũng hơi vội á. Một đổi bộ. Karius mở chiêu cuối, Talia chủ động tốc biến đường dưới đang trúng băng trụ thành công dành cho bên phía của Team Kim. Điểm hai gục đó được dành cho Jin nữa anh em, quá thơm. Rồi, bây giờ vừa rồi Jin cũng đã có được cho phong thần kiếm rồi anh em ơi. Phong thần kiếm, tam hợp kiếm sẽ là hai món trang bị mà con Vayne hướng tới ha. Ở trong bên thằng này, Karius đang cực kỳ thấp máu. Dòng đúc ma quái đã được mở, để có thể chạy nhanh hơn. Đúc phản chiếu ha. Ánh nước phản chiếu, dòng nước ma quái hình như là kỹ năng của Pai. Ôi Vigo sẵn thế mà cái lót kéo hay. Alia trúng thiên lôi tầm nhiệt, rất may mắn là anh ta rút về với chấm máu né được cái sấm sét hủy diệt đó. Kim thì bây giờ vẫn đang rất chiêu ở đường trên. Sẽ là một vài những cái lớp thiên trụ nữa dành cho Kim với cái đợt kiếm có xe này. Nhưng mà bạn đủ đồ rồi anh em, bạn nên tích những cái quay xe để bạn lấy những thiên trụ ha. Thiên trụ thì nó sẽ mang lại cái lượng kinh tế rất là lớn. Như cái cách mà Kim đang làm. Lúc đầu thì đóng băng lính thôi anh em ơi. Mà sau những cái lần về nhà đầu á thì mình bắt đầu có những món trang bị sát thương á, sát thương vào trụ của mình nhiều hơn. Rồi, ok. Kim đang nhấp nhả, Kim đang tạo ra một cái cơ hội để có thể mang về trụ đầu tiên trên toàn bản đồ. Rất nhanh đến từ Jin mà thôi, thậm chí có khoảng trống nhỏ nhỏ để cho trụ cancel những cái đợt kính nữa. Trên tiền ở đường trên đang con số 3.000 tiền rồi, một món trang bị lớn. Olaf của đôi Vi là không thể nào đủ sát thương để có thể tiêu diệt được Jin nữa rồi. Jin bây giờ nhiều khi đứng im bắn cũng thắng. Lộ Quy lên là bắn tay một cái, có bước chân thần tốc nè, nhấp thêm một nhịp Lộ Quy kích mũi tên bạc nè, trúng cái rìu bị làm chậm. Trụ bắn Kim 2 hit, Kim trả ngược trở lại 3 hit. Talia bắt đầu di chuyển lên đường trên, Johan cũng đang có mặt đây. Kim có tốc biến, Kim mở chiêu cuối, Kim lộn vào vách đá, Kim chủ động tốc biến né khỏi cái lượng sát thương đến từ bên phía của Team 1 và Kim chạy đi. Như vậy là không có bất kỳ tình huống va chạm nào lớn cả. Quay trở lại khu vực đường trên thì Kim như đã nói sẽ hướng tới những cái món trang bị của tam hợp kiếm ha. Búa gỗ, búa chiến cô phiêu, thủy kiếm, kiểu là như vậy. Trở lại cánh trên thì chúng ta đang thấy là một con mắt được cắm ra vào Kim. Tránh trường hợp mà đối phương di chuyển vào cướp đá và tạo ra tình huống băng trụ ba thành viên. Rất kỹ, Kim đánh rất kỹ trong tình huống này. Di chuyển vào chất bụi, Olaf của đơn vị cũng đã về rồi. Như vậy là Kim sẽ quyết định là farm tiếp anh em ơi. Ván này thì chủ yếu là mình coi cái cách mà Kim nhấp nhả để coi cái mức độ thành thục vây bu của Kim như thế nào anh em ha. Thì giai đoạn vừa qua thì chắc mọi người cũng sẽ có cái nhận xét giống như Linh là Kim đánh con vây bu này tốt. Tốt. Trong trường hợp là một một nhấp nhả mượt mà nhanh gọn lẹ và phần nào đó thì mình đang thấy là cái lối chơi này đang được vận hành rất ổn dành cho Kim. Đôi Vi thì không có sự trợ giúp đến từ rừng, đồng đội thì gần như là bỏ đôi Vi ha. Một vài những tình huống lên can thiệp đến từ Johan mà nó không đúng thời điểm cho lắm á. Những cái đợt lính khó thì Johan không lên, những đợt lính bị mà đôi Vi bị cấu rỉ máu nhiều á thì Johan mới lên thì đôi Vi cũng không câu kéo được lâu. Rồi ok, nửa cây máu hơn của trụ hai khu vực đường trên đã bị Kim bóc đi rồi. Nhấp nhả rất khó chịu.
lộn Vi lên, đôi Vi chạy về phía sau anh em ơi. Một tình huống bắn lính kích được cái bước chân thần tốc, tăng tốc độ di chuyển và bắn vào người của đôi Vi thêm hit nữa. Khó chịu thật sự, đôi Vi đứng lên cao, Kim thấy có chuyện gì không thơm rồi. Đôi Vi chủ động tốc biến áp sát, Kim mở chiêu cuối tàn hình, Kim farm lính. Ai anh né được cái điều đó hơi ảo. Kim bắn quy, Kim lộn ra phía sau, tốc độ di chuyển rất nhanh đến từ cái bước chân kết hợp cùng với lại phong thần kiếm. Và một lần nữa thì Kim thoát được khỏi tình huống tấn công vừa rồi của Talia. Tưởng như sẽ làm tình huống mà kiểu như là một cân hai luôn chứ. Nhưng mà Kim đang ưu tiên, Kim vẫn đang ưu tiên sự chuẩn xác, sự kỹ càng. Ariel nhanh nhẹn chứ ha, chứ không phải là buổi chiếc cổ phim. Xin lỗi mọi người. Azeri vẫn lên giao điện à? Giao điện phiên bản này thì nó bị tăng tiền nhiều quá em. Trước 2K7 thì ngon, còn bây giờ 2K9 tự nhiên bị lỗ thêm 200 ấy. Rồi, đây sẽ là cái video farm lính chiêu chiêu cùng Kim anh em hết. Farm rất chiêu, cố gắng lấy được trụ 2 mang về 700 vàng ở khu vực trên. Alia bắt đầu di chuyển rồi. Kim bắn một con mắt thấu kính kiểm tra cái bùi đó. Kim vẫn đang đánh rất kỹ, Kim không có bất kỳ một cái sai lầm nào cả. Lưỡi hái đã được hình thành. Về nhà lần này Kim đạt được cho một cái ngưỡng sức mạnh 2 bị lớn dành cho một con vây bu với tam hợp kiếm và phong thần kiếm. Phía bên kia thì Olaf của Dovi chưa hoàn thành được món trang bị lớn. Một tình huống đi găng ở khu vực dưới, Jin đang bắn mở chi cuối, bắn rất rác, nhưng mà một mình anh ta thì không thể nào đương đầu với lại ba thành viên của phía team 1 được. Đã bị hạ gục, Dovi bỗng nhiên xuất hiện ở đường dưới luôn ta. Jin thì bây giờ vẫn đang rất chiêu ở đường trên mà thôi. À, như vậy video lần này là mình chỉ coi Jin farm thôi á. Trời ơi, 150 chỉ số lính rồi. Talia bắt đầu di chuyển lên cánh trên. Có BK không vậy? Rồi, đây sẽ là một cái dấu hiệu BK lớn dành cho cả hai phía. Chưa, vẫn farm. Vòng ra phía sau mình đang thấy cái lối chơi của Kim kỹ ha. Rồi quay người trở lại tấn công cùng với lại những người đồng đội của mình chăng. Nói tôi lớp mở chiêu cuối, kích được chiêu chấn, Kim bắn vào người của đội vì 3 hit. Sau đó chạy về phía sau, quay dịch chuyển lên đường trên. Kim thấy không thơm cho lắm, Kim farm được con lính. Kim đang có ý định quay người trở lại mở chiêu cuối, trúng khí thạch khá là nhiều đến từ Kim. Chuẩn bị tiếp cận tấn công vào người Talia rồi, bắn 3 hit, 4 hit, 5 hit, 6 hit và dứt điểm Talia. Quay người trở lại tấn công tiếp. Và đây sẽ là cú double kill không. Kim vừa rồi có ý định lách để sinh mạng đó, nhưng mà sát thương đến từ Karis là nhiều, chỉ mới là 6 điểm hòa cùng dành cho Kim mà thôi. Ây da, như vậy là hết rồi. Video lần này đúng là farm chiêu chiêu cùng Kim luôn với một con vây bu của một tình trên. Chúng ta thấy rằng cái cách farm, cái cách cấu địa máu đến từ Kim là một cái chuẩn mực ha. Khi mà Olaf của Dovi cũng đã chủ động làm này làm nọ, nhưng mà đúng là cái kèo 1-1 mà không có rừng lên can thiệp anh em khó thật sự. Ít nhất là rừng nó phải lên 2 lần, một lần ở cấp độ 4 là quay thứ 4, quay thứ 6 anh em, giai đoạn đó. Và một lần ở cấp độ 6 ha, lên 2 lần, lần cấp độ 4 thì giúp cho cái dây thép gai của những con tướng như Olaf nó sẽ có sớm hơn, nó farm được những cái đợt lính đồng. Thì khi đó nó mới trụ được ok được anh em ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở những số video lần tiếp theo. Bye bye.